Hiện tại mình đã có mặt tại chùa Hổ Sơn, xã Liên Minh, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Vào buổi trưa ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn 2024. Mời các bạn cùng với tôi đi tham quan một trong ngôi chùa khá là nổi tiếng nhé. Ở đây có rất nhiều người đang check in này, mặc trong những cái bộ tân thời khá là đẹp, rất đẹp luôn. Mình cùng đi tham quan xung quanh ngôi chùa nhé. Trước mắt là một trong những cái đào hoa giả. Hoa giả. Toàn hoa luôn. Trước chùa là một cái khuôn viên trồng rất là nhiều những cây hoa rất là đẹp. Bây giờ cái giếng này sao bốc khói vậy? Khói nhân tạo. Đi tham quan nhá mọi người nhá. Khuôn viên này tham quan là thoải mái luôn. Rất nhiều cảnh đẹp. Ở đây gửi xe miễn phí luôn nha các bạn. Gửi xe máy ô tô miễn phí luôn. Biết có đường đi ra đây không? Thế mọi người toàn đi tắt không à? Bây giờ đây rất là nhiều người đang chụp ảnh ở đây. Đây là vườn hoa hồng này mọi người này. Rất nhiều người diện bộ tân thời vàng đỏ ra đây chụp ảnh. Khá là đẹp ạ. Để hai mẹ con chụp ảnh cho nhau rồi. Đây là vườn hoa thực dược. Nhìn thế nào? Rồi, con nhìn cúi xuống, con nhìn cúi xuống. Rồi, nhìn sang bên bông hoa này. Dạ, thao ra đây chụp ảnh. Một trong những khu tâm linh khá nổi tiếng ở Nam Định. Yeah.
Vườn hoa này người ta gọi là vườn hoa công chúa Trần Huyền Trân. Đây chắc là tượng của công chúa Trần Huyền Trân. Đồng lắm. Vườn hoa thực dược. Thổng thế nhỉ? Một lần mọi người đi đồng thế nhỉ? Trên kia là tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Lối đi ít rồi đứng đây cho bài thì tắt đường luôn. Đây là vườn hoa hướng dương. Hoa hướng dương đẹp hết nhỉ. Ui xa. Phật pháp ngự cung điền, nhân quả sống trong dân, binh đao không dùng tới. Gì đây? Câu này có che là an lập, an lạc khắp gần xa. Ui xa. Đi đâu? Đi lên chùa còn đi đây. Đây này nắng em đi. Ra tham quan nó vườn hoa hướng dương chút, nhiều người chụp thế. Mẹ ơi. Rất nhiều người chụp. Bây giờ là đi qua phải. Con đó. Đây là tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mình đi tham quan chút nhé. Trước mắt là một cái hồ cá. Cá sấu. Cá sấu. Con cá gì? Con cá nữa. Cái gì? Hỏa tiễn cái gì? Không phải hỏa tiễn. Hỏa tiễn là cá sấu chứ gì? Nó đây này. Không. Như vậy cá sấu đâu có gì. Ở đây các cô kêu cá sấu mà. Con cá nó bò dã man. Nó đập vào đây này. Đây. Không, nó đập góc này. Đây. Nhiều. Phải mấy con lắm. To. Cá to hay là.
Đứng đây mà nhìn thấy vườn hoa công chúa Huyền Trân. Lên thăm ơi. Khuôn viên trước chùa Hồ Sơn rộng mênh mông. Rộng lắm mọi người ạ. Trên này chính là tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Lên trên này lạnh luôn. Không lên. Tai bà không lên, đi đang thang kia rồi không lên được đâu. Lên về rồi. Luôn đây. Còn đấy con ra. Đây anh đưa máy đi. Nó lên này. Còn nguyên. Làm mấy chục ở chân trung cũng nửa người thôi. Không mới là. Tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm bằng đá. Ôi đẹp đấy. Chúc Lâm Yên Tử. Trên này cũng đông người. Nhà chùa không thu tiền tất cả dịch vụ, kể cả dịch vụ gửi xe cũng hoàn toàn miễn phí. Chùa không tổ chức cúng dân sao giải hạn, như cao bài trừ như tính kỳ đoan, góp phần xây dựng nền văn hóa tôn giáo cho dân tộc Việt Nam. Kính chúc quý vị một niềm vui lớn lao, chân nhân thắm nhuần sắc hương thơm, nam mô A Di Đà Phật. Các ma ha phía sau là một con nghê, không biết là gọi con này là con gì đâu. Đầu rồng thân ngựa. Và bây giờ ta xuống để đi vào chùa nhé. Chùa thờ công chúa Trần Huyền Trân. Từ trên cao trên tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhìn xuống vườn hoa công chúa Huyền Trân, phải nói là họ quy hoạch rất bài bản, rất đẹp. Chú bỏ lợi danh, thả tâm nhàn, chọn đời hạnh nguyện, nước lo an, minh quân giữ nước, người sát thát, sơ tố vì dân dựng bảo nhàn. Trúc Lâm Thiền Phái, vang Phật Quốc, cư trần lạc đạo, ngát nhân gian,
phản quang tự kỷ, tâm Phật tại, lứt dụng sơn lâm đặng niết bàn, trí đức viên dung hòa hợp thể, nào nhật nguyệt hùng huy tại giang san. Thôi hay quá nhỉ. Nhiều người đang chụp ảnh lắm. Đây hoa hướng dương đây. À, tiếp tục tham quan vườn hoa công chúa Trần Huyền Trân. Đây không có lối đi rồi. Vườn hoa thực dược. Mày đang ở đâu? Đây là đoàn thuyền hoa đưa đón công chúa Trần Huyền Trân kết giao Chiêm Thành và Đại Việt. Và các bạn tham quan thuyền hoa. Đây đoàn thuyền hoa đưa đón công chúa Trần Huyền Trân. Đẹp hết chứ. Bên trong giờ thấy có một cây xanh. Cây xanh này rất lâu đời rồi. Bên trên chính là tượng đài công chúa Trần Huyền Trân. Rất là xinh đẹp luôn. Phía ngoài là tượng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai bên lối vào được trang trí toàn hoa cúc. Bây giờ mình sẽ lên tham quan bảo tháp nhé. Xem bảo tháp và chùa Hộ Sơn có những cái gì. Vẫn là những cái tiểu cảnh vườn hoa trong khuôn viên chùa Hộ Sơn. Làm rất là công phu, rất là đẹp luôn.
chuyên hoa giả. Đi đâu thấy người chụp ảnh thế này. Bảng phường thì cứ bắt đầu người ta chụp lại cuối. Chùa Hồ Sơn. Bắt đầu kéo căng. Ôi ôi giờ chưa đi huyền giờ. Không đi không mặc đâu. À, lên tham quan bảo tháp. Bảo tháp chùa Hồ Sơn xin vui lòng để giày dép dưới thềm mới có lên được không? Chắc là lên được mọi người. Quay một chút bên trong mọi người coi. Bảo trong này mát lắm. Đây đường đi lên bảo tháp này mọi người này, nhưng mà không thấy ai lên. Tiếp tục tham quan chùa Hồ Sơn nha mọi người nhé. Chùa Hồ Sơn miễn phí. Tham quan chụp ảnh rồi là gửi xe miễn phí luôn. Đi còn hơi khổ. Tắc sao đấy? Sao đấy? Trời ơi, chụp ảnh này tắc đường rồi. Đúng cái chụp với bà hàng không? Đúng cái đấy rồi thì em đem những điều khám phá đó. Đây cũng là đào này mà. Đào trắng luôn. Tâm huyết để khôi phục cái nền văn hóa cao đẹp này và hướng dẫn chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử. Đây là thuyền Bát Nhã đây. Trước cổng chùa Hồ Sơn. Những cái hình ảnh tinh thần tu tập của tăng ni trong cả nước cũng như tinh thần khôi phục thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một điều mà cho tất cả mọi người chúng ta thấy rõ. Nên tham quan chùa Hồ Sơn mọi người. Sinh hoạt tu học của tăng ni các thiền viện kính thông báo để bảo quản ngôi chùa tôn nghiêm trường tồn. Ban quản lý di tích mong quý khách về chùa lễ Phật tham quan hoan hỷ thắp hương tại lư hương công đồng bên ngoài rồi vào bên trong kính tâm lễ tâm hương Nam Mô A Di Đà Phật.
Trời ơi, đông lắm. Trời, ngồi cùng với Phật Di Lặc luôn. Ở đây đã có lịch tu học năm 2024 mọi người này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, chùa Hồ Sơn, Quảng Nghiêm Tự, đền thờ Thánh Mẫu Trần Triều, Huyền Trân Công Chúa. Tháng Giêng Giáp Thìn ngày 1 tháng 1 khóa lễ vía Phật Di Lặc cầu an năm mới mùng 1 Tết. Rất là nhiều luôn. Đấy, mọi người thì tham gia khóa tu khóa lễ này xem kỹ cái biển thông báo. Kêu thầm. Trước cổng thông báo là tượng của các bậc A-la-hán này, các vị A-la-hán. Kêu hòa giấy đọc lắm. Đây là thượng các vị A-la-hán nha. La-hán tọa lộc, La-hán cử bát, La-hán tĩnh tọa, La-hán kỵ tượng, La-hán khai tâm, La-hán trầm tư. Rất là nhiều luôn. Hai bên cũng vậy, hai bên đều có. Còn này ỏi quá. Đây là ngôi chùa thờ sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử đó. Chỗ này có tôn tượng của sơ tổ Trúc Lâm. Bên này là đền thờ mẫu mọi người nhé. Đây mới chính là đền Huyền Trân Công Chúa. Trước mặt chúng ta là lầu cậu. Không nhầm là lầu cậu hoặc lầu cô rồi đó.